Ngoài xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Anh sẽ quay cho quý vị một dự án 6 căn nhà, đường to, ngõ rộng, có sân để xe ô tô riêng thực tế. Và ở đấy cái cụm dự án này 6 căn bán 1 căn, ở mặt ngoài thì có 2 căn, bên trong đây có 2 căn và trong cùng là có 2 căn thiết kế từ 30 cho tới 40 mét vuông. Thưa quý vị, và giá bán thì chỉ từ 2.090.000 đồng một căn. Thiết kế 4 tầng xây mới. Dự án này thì đang trong quá trình hoàn thiện. Ngõ đường thực tế trước nhà được tầm 6 mét. Sổ đỏ riêng biệt 6 căn. Xây dựng riêng biệt 6 căn. Vị trí của ngôi nhà này giáp với phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội mọi người nha. Đang trong quá trình hoàn thiện và chuẩn bị bàn giao nhà trong những khâu cuối cùng nữa. Mời quý vị theo em vào khám phá cụ thể một căn nhà với diện tích 36 mét vuông, lô góc hai mặt thoáng thì sẽ như thế nào. Đây chính là ngôi nhà. Và với cái thiết kế của nó thì đây. Căn nhà này ô tô có thể vào nhà. Diện tích 35 mét vuông, thiết kế lô góc thoáng. Phần cửa chính thiết kế cho quý vị là cửa cuốn điện. Ngọc Anh hiện tại đang đứng ở dưới phần tầng 1 thì thiết kế ở cho quý vị như sau. Đây, chính bởi lô góc cho nên là có cửa sổ rất là thoáng. Tầng 1 thiết kế phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Còn tương đối là ngổn ngang nhưng mà đã bán được một căn rồi thưa quý vị. Sân riêng của tất cả cái cụm này. Ngõ trước nhà được 6 mét, rất là rộng. Ô tô vào, ô tô đỗ cửa, ô tô để ngày đêm thoải mái. Sổ sách chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn. Nếu như ngôi nhà này thì bàn giao trong khoảng tầm 2 tuần nữa là có thể xong hết. Quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Bởi vì thực ra những cái phần hoàn thiện, những khâu cuối cùng này rất là nhanh chóng thôi mọi người ạ. Đây là phần tầng 1 thì còn phần lắp tủ bếp ở đây nữa. Đó. Sơ qua tay vịn cầu thang đây, quý vị có thể nhìn thực tế đây. Vị trí này thì nó cụ thể là thuộc Tràng An, Trúc Sơn, Chương Mỹ. Nói là Chương Mỹ nhưng mà nó lại cạnh với địa phận phường Biên Giang, quận Hà Đông. Phù hợp cho quý vị nào đi làm ở Hà Đông, phù hợp cho quý vị đi làm ở Chương Mỹ. Và đi làm theo cung đường trục đường quốc lộ 6, đi lên Quang Trung, Thanh Xuân, Nguyễn Trãi, gần với lại bến xe Yên Nghĩa, gần với trục đường quốc lộ 6 thưa quý vị. Trục đường quốc lộ 6 đang mở rộng cho nên là cái cung đường này phát triển tương đối là tốt. 6 cuốn sổ đỏ khác nhau, hồ sơ điện nước khác nhau, xây dựng toàn bộ là tường riêng, cột riêng và móng riêng. Sổ đỏ thì có thể bàn giao nhà luôn cho quý vị chỉ trong khoảng tầm 1 tuần. Nếu mà nhanh là 1 tuần, mà lâu thì tầm 2 tuần. Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Trên các với phía cầu thang đi lên tầng 2, tầng 3, tầng 4 đều có cửa sổ thoáng mọi người nha. Ở phần đằng sau nó có đất lưu không cho nên cửa sổ mở ra tương đối là thoáng thoáng vĩnh viễn. Và đây là phần trên tầng của ngôi nhà. Tầng trên của ngôi nhà đây quý vị có thể nhìn thực tế, cửa sổ mở ra cực kỳ là thoáng. Nằm ở trong khu dân cư đông đúc, gần chợ, trường, phường, trạm. Đứng từ vị trí ngôi nhà này kia là trường tiểu học Biên Giang thưa quý vị. Đó, rất là gần trạm y tế, chợ, trường, phường, trạm, đầy đủ hết công năng sử dụng. Phần phòng ngủ này tương đối là rộng nha mọi người. Đây, rất là rộng, được thiết kế sàn ở đây là trên phía tầng 2 thì ở bên trong là thiết kế còn một phòng vệ sinh nữa. Phòng vệ sinh này cũng thế, rất là rộng. Còn lắp điện, nước, thiết bị vệ sinh và phần hoàn thiện nữa thôi là có thể bàn giao cho quý vị rồi. Với những cái căn nhà đường to, ngõ rộng, ô tô vào nhà, ô tô đỗ cửa như thế này thì nếu như mà Nhà Tốt chưa kịp quay lên thì gần như mà đến xong công trình là đã bán hết rồi mọi người ạ. Cho nên mọi người nếu như đã xem video này và đang có nhu cầu tìm hiểu, mong muốn đường to, ô tô thì đừng bỏ lỡ nó và liên hệ ngay với Nhà Tốt để được đi xem nhà thực tế và chốt được căn nhà ưng ý nhất nhé. Mời theo em lên tiếp theo tầng 3 của ngôi nhà. Và thưa quý vị, trên phía tầng 3 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị như sau. Trên tầng 3 thiết kế 2 phòng ngủ trước, sau, một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Đây là phần phòng ngủ hướng ra phía bên ngoài đây. Rất là rộng, thoáng, ô tô đỗ cửa. Phòng ngủ này được thiết kế, tất cả các phòng ngủ đều được thiết kế đầy đủ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều lắp đặt đầy đủ. Đây, phòng ngủ ở phía bên trong. Với phần phòng ngủ ở phía tầng 3 bên trong này thì nó hơi nhỏ, tuy nhiên chủ đầu tư cố tình thiết kế như thế này để quý vị nếu như mà có để cho con em ngủ riêng thì đây là cái phòng này nó rất là phù hợp. Còn đây là phần phòng vệ sinh.
phòng vệ sinh này thì tương đối là thoáng. Cửa sổ đây mọi người ạ. Cửa sổ ở phần phòng vệ sinh đây rất là thoáng. Quan trọng là vị trí đi lại, quan trọng là giá bán, quan trọng là đường to, ngõ rộng, ô tô không có quá nhiều những cái căn nhà mà giá nó lại hợp lý như cái căn nhà cụm dự án Ngọc Ánh đang quay. Mời mọi người theo em lên tầng cuối cùng, tầng 4 của ngôi nhà xem tổng quan ngôi nhà này thiết kế như thế nào. Và trên phía tầng 4 thiết kế cho quý vị công năng sử dụng như sau. Trên tầng 4 đây là khu vực để máy giặt cũng như là để phần sân phơi. Đây mọi người nhé, thoáng cực kỳ luôn. Tiếp theo ở phía phần tầng 4 thiết kế cho quý vị một phòng riêng. Phòng này thì quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ, phòng ngủ tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Tuy nhiên như vậy với căn nhà 4 tầng này thiết kế là được 4 phòng riêng. Phần còn lại đây, ban công mở rất là thoáng. Quý vị có nhìn thể nhìn đây thực tế, thoáng vô cùng. Đó, với cái vị trí đường to, ngõ rộng, ô tô đỗ cửa không có quá nhiều ở trên kênh nhà tốt, hoặc thậm chí có thì chưa quay thì cũng đã bán rồi thưa mọi người. Và mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin chi tiết cụ thể, vui lòng liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh để được đi xem nhà tư vấn miễn phí mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.